bế đứa con của anh rồi đến đây xin cầu nguyện, rồi trong giờ lễ cứ thế cứ bế đứa con của anh suốt. Và dường như anh ấy bất chấp là mưa nắng gì đó anh cũng vẫn chạy đến bế đứa con này. Anh chia sẻ cho mọi người biết anh tên gì, anh ở đâu, làm gì và anh bế con đi đâu. Dạ con là người Văn Đức ở Thanh Hóa. Con đến xin cha và vợ đồng Chúa Thức Sốt cầu nguyện cho con trai có bị di chứng não, sốt thì giật di chứng não giờ đều đang bị di chứng rồi vừa rồi để trở nên não ung thư nhé. Anh chị em anh nhìn thấy hình ảnh một người cha và ôm đứa con như thế này, anh đến anh cầu nguyện, anh xin gì để nói to cho mọi người nghe. Con đến con xin cha và các đoàn cầu nguyện cho con trai con được khỏi bệnh gì chứ nào cái giờ thì thân thành nào cũng bị á, cháu muốn làm nữa. Anh đến bao nhiêu lần rồi? Con vừa mới đến đây hôm qua. Anh từ đâu đến? Con ở Thanh Hóa. Sau anh biết ở đây có cầu nguyện và anh đưa con anh mãi từ Thanh Hóa, một người cha quý con từ Thanh Hóa đến đây chia sẻ cho mọi người. Dạ con thì con nghe về lòng thương xót của Chúa thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà con cũng ước ao đến được tìm đến với Chúa. Một lần bố mà con cùng 6 vừa rồi có ông ở trên quê của nhà con ấy, ông ở trong này rồi ông ấy đi lễ đầy giới thiệu của con và con hàng con và mời đồng hành. Thưa chị em, hình ảnh mà người cha ôm đứa con này mà lặn lội từ Thanh Hóa miền Bắc đến đây để xin cộng đoàn cầu nguyện cho đứa con bị là sốt, thưa cha là sốt ạ, sốt giật thì chuyển thành di chứng não. Vâng, có vấn đề về não như vậy. Ta thấy người cha trần gian còn thương con mình như vậy, huống gì cha trên trời mà không thương anh chị em mình, không thương những đứa con này hay sao? Mà Chúa nói lại là cho dù cha mẹ ngày trần gian này không có người mẹ nào bỏ con của mình, nhưng mà cho dù người mẹ người cha có bỏ con thì ta sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Các con đừng nhiều lời, ngay cả trước khi các con cầu xin điều gì thì cha các con trên trời đã biết rồi. Nhưng mà cha các con muốn biết các con thể hiện lòng tín thác đi ra như thế nào, đấy là điều quan trọng. Vì Chúa Giêsu nói rằng là lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc cha trên trời ban cho con càng nhiều bấy nhiêu. Mà lòng tín thác là không thấy gì cả mà vẫn tin. Lòng tín thác là nhận ra lòng thương xót của cha trên trời mà nói rằng là lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đọc lên lời tin đó là phải có một lòng tín thác con. Tín thác để mà nguyện ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có nghĩa là xin cho chúng con được thật thuận theo ý của cha. Anh đến để cầu nguyện cho con anh và anh khao khát con anh được chữa lành. Nhưng lời cuối cùng vẫn là xin vâng ý cha. Đó là sự tín thác mà Chúa chỉ mong chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa trong niềm tín thác. Người anh chị em nguyện cho danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến và ý cha thể hiện. Đấy lời tin lạy cha mà mỗi lần chúng ta cầu nguyện anh chị em mình có cảm nhận được cái điều đó và có làm cái điều đó. Làm cái điều đó là gì? Là chúng con nguyện cho danh cha cả sáng. Chúng con nguyện là con sẽ làm cho mọi người nhận biết danh của cha, để cho nước của cha chỉ đến. Đó là cái điều mà mình
phải mong mỏi, mình khao khát, mình chờ mong hơn cả mong cho đứa con của mình đây được khỏi bệnh. Nếu ta chỉ vo lại trong lời nguyện của mình là cho con của con khỏi bệnh rồi chấm dứt, thì thưa anh chị em, lời cầu nguyện đấy chưa phải là lời cầu nguyện của lời kinh đại cha. Vì lời kinh đại cha phải là nguyện cho danh của cha cả sáng. Lạy cha, nếu để cho danh cha cả sáng mà mọi người nhận biết quyền năng lòng thương xót của cha, thì xin cha chữa cho đứa con của con. Để cho đứa con của con nó khỏi không phải là vì cho con, mà vì cho danh của cha. Để cho những người mà họ còn cứng lòng tin vào quyền năng lòng thương xót của cha, họ nhận ra rằng đấy cha đang thực hiện đấy, đấy cha đang yêu thương đấy. Có họ bỏ ra là không thấy quyền năng của cha, không thấy lòng thương xót của cha đâu cả, thì đây là cha xin cha thể thiện đi, xin cha tỏ vinh quang của cha ra, xin cho tỏ quyền năng của cha ra, để cho người ta nhận thấy rằng là cha rất yêu thương mọi người và cha là đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Con xin phó thác đứa con này cho lòng thương xót của cha. Cha muốn hành xử như thế nào, cha muốn chữa như thế nào, cha muốn để như thế nào, con xin vâng. Đấy, có phải xin vâng như mẹ Maria. Thì đấy là lời kinh đại cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Chứ không phải lời kinh đại cha chỉ là một cái công thức mình đọc thuộc lòng. Một công thức mình đọc thuộc lòng, có khi từ xưa đến giờ mình đọc bao nhiêu lời kinh đại cha đó mà mình vẫn không có hiểu, mà vẫn chưa được có tâm tình, chưa nhận ra lòng thương xót của cha và chưa có tâm tình thiên thác. Tôi tặng anh cái máy 500 bài giảng lòng thương xót. Anh cầm về và anh nghe với những chứng nhận ở đây để Chúa tăng thêm lòng tin cho anh, tăng thêm lòng tín thác cho anh, và hãy mạnh dạn nói với Chúa rằng: lạy Chúa, nguyện cho danh cha thần xa khỏi. Anh đọc cái lạy cha đi, lạy cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha là xa, nương cha nguyện. Thánh cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Rồi anh đọc nguyện lệnh đó với tất cả niềm xác tín ảnh con của anh nó có như thế nào, Chúa có để như thế nào vẫn tin thác, và vì danh Chúa được tỏ hiện, được vinh quang của Chúa được tỏ hiện, xin Chúa chữa lành cho đứa bé này, xin Chúa đoái thương đi đứa con này, xin Chúa thương xót đứa con này. Con thương xót của con thương xót con của con như thế nào thì Chúa thương xót con của con ngàn lần vạn lần hơn thế nữa. Hãy đi về bình an, tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Mời ông lên, rồi ông vừa có tay to đó, lên đấy.